different. It actually look different, huh? Mình lão hả? Nè cái cây nè. Ừ không biết nó bị gọi là gì, đột biến gen à? Đột biến gen à? Nè người ta nguyên cái thở này là màu này không ha. Yeah. Nhưng mà đâu lọt vô cái đó. Hai củ màu đỏ mà lại gọi là gì ta? Kép hả? Ê kép đúng rồi á. Chị nghĩ vậy. Không có khi là nó đột biến. Nhưng mà nó cũng có một cặp cũng đỡ, hay có đôi có cặp cũng ok, đỡ buồn. Không thôi là mày bị nguyên đám này kỳ thị mày nha. Ok. Good for you. Nó đang mới lên, nó vẫn chưa có được nhiều chị, nó bị thưa, chưa có hoàn chỉnh. Nó bị thưa. Ô đẹp chứ ha, đẹp chứ. Hay chứ. Đây em chiếm bên kia rồi. Chờ em bé chó đừng nó đi vô đá luôn. Đẹp chưa. To hang out around 7 years already. Oh, the red one. I love wood. Ủa, nó đủ vậy mà chị cũng lấy hả? Thích, tại cái màu này chị thích nè. À, hơi cam cam á không? Yeah, hơi cam cam thì nó nở ít chị thích nè. Đẹp quá. Lấy mấy chị nha. Rồi, mấy em mà si hành Anúc rồi. Ồ, hết pin hả? Không, si Anúc là giỡn rồi. Ồ, ok. Rồi, đang order cái khác về quá. Rồi, tháng lẽ tưởng tuần này là cái máy sau nha. Này mà mình mới order. Đi giờ không thích hỏi, enjoy. Ồ, so beautiful. See the color. Rồi, cho đi em chụp cho. Rồi, em
hay là có nhiều cái nó không nở qua tôi mà hái chắc bà chảm tôi luôn á. Em ở nhà kế bên sao em qua em hái là bà chảm tôi luôn á, là tình bạn không quý bằng cây bông á. Oh my goodness. Are you serious? Hoa anh đào kìa, ở chỗ này nở nhiều nha chị ha. Ok ha. Tuần sau đi chỗ khác. Chỗ đó là một vườn hoa luôn. Năm sau trồng thêm không? Đó, năm sau mình trồng thêm cái đó phải thì giảm cân thôi. À quên, ăn uống lại thôi. Lại thôi phải không? Ừ. Ăn tối là ăn ít lại và ăn trước 7 giờ. Trước 7 giờ. Đẹp ha. Cherry blossom in blossom. Nó nở còn mừng hơn ở Washington DC á chị. Bữa hôm Washington DC đó nó đâu có loại này đâu, nó loại nhỏ hơn. Thằng cherry blossom nó có nhiều loại lắm nha. Hoa anh đào mà nở nhiều loại lắm. Cái này là một trong những cái loại mà đẹp. Đẹp như là gọi là gì? Đẹp mà sung túc á. Đẹp nè. Ôi sao đây đông dữ rồi ta. Bây giờ chị mê trồng cây lắm rồi. Wow. Hôm nay nhiều hoa nha. Mê trồng cây lắm. Nhà chị cũng có tulip á, sao đi coi chi nữa vậy? Trời ơi. Nhà mà cũng có tulip blossom mà cũng đi coi chi vậy? Hôm nay đi coi hoa tulip blossom. Ở cái gì ta? Public Garden. Chị biết cái gì không? Hôm nào mà đi cái chỗ bên hoa tulip nó nằm chỗ nào? Harvard University cái gì Anna Arboretum á. Đẹp lắm. Hả? Ủa giờ này gõ mấy mấy giờ ta? Ông này là Thomas. Thomas Cass. Colin Mass. Thank you.
đi bộ đi. 5 giờ là nó đóng cửa. Chắc 3 giờ chưa? Nó đang đi về em đang đi tour em. Không chịu, cứ chạy miết à. Ba không chịu rồi. Thương quá thì trời. Trời không sinh ra. Trời ơi, cái anh trống anh bự sư rồi hả? Không, nó xù mang lên vậy thôi. Mang lên chứ còn chưa chắc là đã bự. Tự nó làm cái gì bệnh? Nó đi theo nó cua thôi. Nó cua đó. Và đẹp cái lông ở trên mà nó lông màu xanh. Ra màu đẹp rồi đồ này kia để dụ á, mà không quyến rũ được em. Rồi thôi đi đi mổ đồ ăn. Nản quá anh bỏ luôn. Em chảnh quá anh bỏ luôn. Đó, giờ anh hết cháy rồi. Ảnh lơ rồi Bình, ảnh lơ rồi. Ảnh lơ rồi. Lơ rồi thôi thôi bà đó, bà đi lại bà kiếm. Bà đi lại bà đây đi tìm ảnh. Bà này đi kiếm cho mày chết kia mày đặt làm cao giá. Không vẫn có giá chị lên. Trong quá trình truy đuổi lại anh này thấy đi theo. Bây giờ ảnh này đi theo. Anh này đi. Không chị đi theo chàng. Trời cái chân màu đỏ kìa, trời ơi dễ thương quá. Không có chị đi hướng khác nha, người ta vẫn có sự tự kiêu của người cái ta. Bản lĩnh của người ta nha. Rồi ảnh bỏ đi thiệt luôn rồi. Ngoảnh cái quần nước luôn. Để khoan con nàng này đi tới đâu rồi đại sĩ. Có ve chị khác không vậy? Rồi chắc để ý chị kia. Rồi thôi xong rồi, mất giá rồi. Rồi chạy theo chị kia Bình ơi. Con nhỏ không, con này nó cũng bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi, dừng bỏ đi rồi. Không phải chắc cháu khi chị đập rồi. Hai nó đập, nó đi luôn, nó đi một nước luôn. Con nàng này cũng đi một nước luôn. Ơi hai chị em mình rồi, cũng hơi bị rảnh vô nè. Không phải. Thôi rảnh quá đó. Em chấp nhận cuộc sống cô đơn leo lên cây. Đó em đang leo lên cây. Cuộc sống cô đơn nó có. Nó quay lại, không chiều nữa bay đi luôn rồi. Mày ai kêu không đeo đuổi tới cùng. Mất cơ hội rồi. Ok. Mất cơ hội rồi. Rồi, thôi đi chị. Hai này em không biết gọi là hai gì. Chị cũng không cái bình phone của mình không có cái app mà để cây gì có gì có không? Cái này em coi lại thì em cũng biết, cái này em có coi rồi. Hai này nó nở và bự lắm. Giờ đang đi qua tới phố Ý. Wow, mấy chị. Chị mấy cái này nó nói về tiểu sử, lịch sử ở chỗ khu vực này nè chị. Cũng hay ha, là từng giai đoạn nè chị. Cho em đi cái nó nói từng giai đoạn lịch sử ở chỗ khu này. Trời dài quá. Hay ha. Ủa 2000 nữa nè chị, vậy con mới đây nè. Ok, đi vô phố Ý đây. Yeah. Oh, sorry.
thờ bên đó. Nhà thờ thắng bình, nhà thờ đó. Nhà thờ trong cũng đẹp lắm chị. Còn một nhà thờ trong tuốt trong hốc trong kia kìa, đẹp lắm. Đẹp chưa, số đẹp luôn. Chỗ Đức Mẹ Fatima chỗ con hai canh luôn. Ồ, nãy màu trắng luôn á. Trắng tinh khôi luôn ha. Đẹp quá. Ồ, trắng đẹp. Trắng mà nó xanh. Ồ, đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. Đồng ý là nó không có, nó bền, nó không có bền, mình biết không? Nó chỉ chừng vài tuần là nó bè ra. Nhưng mà nó quá đẹp, nó đẹp mà nó hút hồn mình. Đây, đây cái màu cam chị thích nè. Đó màu cam thì chị cũng thích lắm nè. Cam với đỏ thì chị thích. Quá đẹp, quá đẹp. Còn trong kia nữa không vô được. Ồ, Halloween nhận ra rồi, cái thằng mà áo đỏ là bạn của con đó mẹ. Ồ vậy hả? Thì tại vì tụi nó mà đã có gì nhau là từ có cái event chung với nhau á. Là nó tụi nó gì thi đấu với nhau á. Chắc chắn rồi, thấy tụi nó sẽ thấy nhảy, nhảy là cũng phải hướng tới một cái gì đó, chị hiểu không? Dạ. Quá đẹp. Thằng mà áo đỏ là bạn của con. Chưa. Nãy nó nhảy nhoi nhoi, không biết phải cái món này, em nhớ cái kia nó trắng hơn.